Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình một cái cách mới để mình luộc ốc làm sao cho nó ngon hơn cả ở quán nha. Thì hầu hết cô chú anh chị mình luộc ốc bằng nước lạnh, vì vậy ốc của mình khi luộc ra nó sẽ không có hương vị ngon ngọt. Và hãy luộc theo cách này, Cảnh bảo đảm với cô chú anh chị mình, ốc mình vừa ngon vừa ngọt vừa thơm cực kỳ luôn đó. Thì còn làm cách nào, Cảnh mời cô chú anh chị mình theo Cảnh nha, để mình biết để khi mình chế biến món ốc nha. Thì trước tiên là mình phải có một số lượng ốc, thì mình ăn nhiều ít thì mình mua nha. Thì đây mình muốn luộc thì cô chú anh chị mình nhớ khi luộc mình sẽ dạt đi cái phần đít này, để khi mình luộc lên á, cái phần nước nó sẽ thấm vào trong cái phần con ốc, mình ăn rất là ngon đó. Nhớ mình dạt hết, và mình khi mua về mình ngâm cho nó sạch nha cô chú anh chị, loại bỏ những cái tạp chất như là cặn bã, bùn đất của ốc nha. Rồi mình sẽ cho lên đây là một lượng nước để mình luộc ốc nha. Đây là Cảnh có là ớt, sả, hành tím và sả lá để khi mình luộc nha, và một ít lá chanh nữa đó. Thì phần sả lá này mình sẽ cho đây và lá chanh để mình luộc lên, mình loại bỏ những cái phần nhớt của ốc. Thì hầu hết cô chú anh chị mình nói là luộc gì vậy, nó sẽ bị mất đi cái chất dinh dưỡng của ốc. Thật sự không có mất đâu. Khi mình cho phần ốc này vô rồi, trong vòng 5 phút là cái phần mài ốc á, nó sẽ tróc ra. Và sau đó cái phần nhớt nó sẽ trôi ra và mình vớt ra, chứ không phải mình luộc cho nó chín đâu cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị mình yên tâm, không có sợ bị mất đi cái chất dinh dưỡng của ốc đâu. Đó. Thì cô chú anh chị mình cũng nói là ốc này nó không có gì để dơ, thật sự nó rất là dơ đó nha, chứ không phải là nó không dơ đâu. Thì mình luộc đi, chút nữa Cảnh cho cô chú anh chị mình xem cái phần nhớt nó ra. Bởi vì vậy cái phần nước sau khi mình luộc ốc á, mình thấy nó lên một cái chất nhớt như vậy rất là không có thẩm mỹ và không có ngon nha. Đó, thì phần nhớt là cô chú anh chị thấy không, nó nổi trên phần mặt nè. Thì bây giờ mình sẽ vớt ra, và sau đó cô chú anh chị mình sẽ rửa sạch lại cái phần ốc của mình nha. Mình loại bỏ những cái nhớt đó nha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ pha chế cái phần này nha. Rồi cho vô một ít dầu và hành tím, sả mình sắc lát và ớt mình cho vô. Mình sẽ xào lên cho nó dậy lên cái mùi thơm. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục cho cái phần nước dừa vô. Đó. Thì hầu hết cô chú anh chị mình luộc á, thì bằng nước lạnh. Hôm nay Cảnh sẽ làm và luộc ốc bằng nước dừa. Mình cho vô. Khi nước dừa nó ngấm vào phần ốc á, ăn nó ngon lắm cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình biết không, cái ở ngoài quán người ta sẽ không làm như thế này đâu. Nếu người ta là nấu theo cách này á, người ta bán sẽ không có lời. Vì vậy người ta sẽ là cho nước lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô những nguyên liệu như là ớt, rồi bột ngọt hay đường gì đó, mình nêm nếm theo cái khẩu vị của mình nha. Rồi trong khi gian chờ đợi này thì cô chú anh chị mình làm một chén nước chấm nha. Thì sả lát rồi ớt lát và cho dưới đây là dài lát tắc và một ít nước cốt tắc. Rồi sau đó cho dưới đây thêm một muỗng đường và nửa muỗng cà no. Rồi mình tiếp mình cho vô đây là một ít tương ớt để cho có một cái màu sắc và nước chấm của mình nó kẹo lên, ăn nó ngon nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vô đây là một muỗng nước mắm nha. Thì cái phần nước chấm này của chú anh chị mình nêm theo cái khẩu vị của mình nha. Và mình sẽ cho vô đây thêm là 2 muỗng nước lọc, 1 muỗng bột ớt. Thì mình ăn cay thì mình cho vô nhiều, còn mình không ăn cay thì mình có thể mình cho ít lại đó. Rồi bây giờ mình sẽ đánh đều ra lên cho nó sành sạch lên. Đó, nó kẹo sành sạch như vậy nè cô chú anh chị. Cái nước chấm này thì Cảnh cũng có chia sẻ cho cô chú anh chị mình rất là nhiều rồi. Tại vì khi nay Cảnh làm ốc á, thì Cảnh sẽ làm luôn chén nước chấm luôn. Đó, mình nêm lại cái coi nó có đúng cái khẩu vị của mình chưa nha. Rồi cái phần chanh mình sẽ thái sợi như vậy nè, mình cho vô mà trong cái nén nước chấm của mình, khi mình chấm nó rất là vừa ăn và nó ngon lắm nha. Rồi cái
Bây giờ phần chén nước chấm mình sẽ cho vào một bên. Thì bây giờ nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần ốc mình vô nha. Thì Cảnh cũng thấy rất là nhiều cô chú anh chị mình khi luộc ốc á, mình cho phần nước vô rồi mình cho ốc vô luôn một lượt một luôn lên như vậy. Khi ốc của mình luộc lên chứ nó chín rồi nó sẽ bị teo lại và phần ốc của mình nó không còn ngon nữa. Nó mình luộc bắt nước lên sau mình cho vô như thế này. Đó. Và để cho nó sôi lên luôn một lần nữa là mình sẽ nhắc ra mình ăn được nha. Đó. Rất là thơm và ngon lắm cô chú anh chị. Cái phần nước này cô chú anh chị mình có thể mình húp luôn cái phần nước này rất là ngon nha. Chứ mình phần nước này mình không có bỏ đâu. Nước này nó có vị ngọt và the the cay cay rất là ngon. Thì đây là một cái cách để cho cô chú anh chị mình luộc cái món ốc ngon hơn cả ở quán là như thế này. Rất là ngon nha. Đây, kính mời cô chú anh chị mình nha. Thì nếu mà cô chú anh chị mình ai mà thích ăn ốc thì hãy luộc theo cách này, Cảnh bảo đảm ngon nhất cái nách luôn. Thì nếu cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi, Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.